Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Kính thưa quý vị, những bài đầu tiên trong chương trình sơ trung đẳng Phật học, chúng ta tìm hiểu đến kinh Bách Vụ. Kinh Bách Vụ là những câu chuyện ngụ ngôn, những câu chuyện dân gian miêu tả những cách ứng xử nó thật là ngộ nghĩnh, như một người không có một chút trí tuệ nào. Và chúng ta đọc, chúng ta cười với một cái nụ cười hết sức là bi hài, bởi vì đôi khi vô tình chúng ta lại cười chính diện mạo của mình ở trong đó. Câu chuyện thứ 26 được tóm tắt như sau. Đó là câu chuyện, xin lỗi, câu chuyện thứ 27, đó là câu chuyện chữa vết thương bị roi đánh, hay gọi là chuyện là trị vết thương. Câu chuyện này nói cỡ như thế nào? Đó là có một người ngu bị vua dùng roi, một người bị vua dùng roi hành hình. Và cho nên cái vị này bị tra tấn, bị dùng roi vọt, thành ra là cái lưng của anh bị đánh nhiều, bị tổn thương. Và lúc bây giờ người ta dùng cái gì để mà chữa lành? Người ta dùng phân ngựa bôi lên ở trên vết thương. Không biết rằng bây giờ vết thương mình dùng phân ngựa bôi có được hay không, nhưng mà trong câu chuyện này á, thì khi bị tra tấn đánh trên lưng nhiều, dùng roi đánh tới rướm máu chẳng hạn, thì người ta lấy cái phân ngựa người ta bôi lên. Và lúc bây giờ có người ngu nhìn thấy như vậy, cho nên á là ông muốn nói công nhận đây là một cái bài thuốc bí truyền, một bài thuốc nó quá hay và chưa bao giờ ông thấy. Và ông tán thán, ông khen ngợi cái bài thuốc này đáng để mình học, đáng để mình lưu truyền. Và ông cớ cho con của ông nghe. Thì lúc bây giờ là con của ông có thể nó không tin, cho nên ông mới đưa cái lương cho nó và ông bảo nó đánh. Nó lấy rồi nó đánh chà nó tới mức là cái lưng tế méo ra. Rồi là ông mới bảo đi kiếm phân ngựa bôi lên để ông chứng minh rằng là gì? Là đây là một cái bài thuốc gia truyền, một cái bài thuốc bí truyền, bài thuốc mà ông học được, rất là hay, rất tuyệt vời. Câu chuyện này chúng ta thấy như thế nào? Trên đời này có ai làm phải không? Chứ không có phải không? Tự nhiên báo đánh cho mình tới tê tua ra rồi khẳng định rằng là tôi chữa bớt bài thuốc hay. Những điều như vậy á, thì chúng ta nghĩ chắc không có xảy ra. Ở đây từ đó mà chúng ta suy nghĩ xem, ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta có khi nào chúng ta như vậy hay không? Chúng ta sống ở trong cái cuộc sống tu tập, chúng ta sợ cái tâm mình nó bị nhiễm ô, cho nên chúng ta thu thúc sáu căn, mắt tai mũi lưỡi thân ý, để chúng ta giữ gìn ở trong một cái môi trường thánh thiện thanh tịnh. Nhưng mà chúng ta lại có người lại cho rằng á là tôi không sao, tôi cứ cho nó nhiễm đi rồi tôi tu cho nó tịnh cũng được. Có một vài thầy
tuyên bố mà thầy nghe nó không có đạt đến chỗ viên mãn. Chẳng hạn như nói rằng có những người á không có gia đình mà đi xuất gia từ thuở bé, nhiều khi họ khát khao cái ái dục. Còn có những người họ sống ở trong cái ái dục rồi nó khổ đau khổ não trong một cái đời sống khốn cùng của gia đình, cho nên họ đi tu á thì đôi khi họ tu tốt hơn là cái người từ thuở bé. Như vậy chẳng khác nào là cái tâm nó chưa nhiễm ô, làm cho nó nhiễm ô đi rồi mới quán bất tịnh. Có phải vậy không thưa quý vị? À, cho nên khi chúng ta học những cái điều này, chúng ta nghe ai mà tuyên bố như vậy là chúng ta thấy là nó sai rồi. Đâu có nghĩa rằng là chúng ta phải đưa tay vào lửa để biết lửa nó nóng. Chúng ta thấy người ta bị lửa cháy nóng, chúng ta cũng đủ biết bằng trí tuệ rồi. Cho nên ở đây ý nói rằng là gì? Là mình giữ cái tâm mình ở trong cái chừng mức nào đó thì mình giữ. Chứ mình đừng có làm cho nó tổn thương đi, rồi mình lại tìm cách tu tập để khắc phục. Những điều như vậy chẳng khác nào y như là một người á, là thấy người ta chữa lành như vậy á, cho rằng cái phương pháp đó kỳ diệu hay quá, và mình không có bệnh, mình làm cho mình bệnh, rồi mình dùng cái phương thuốc đó để mình chữa. Nói tới Phật Pháp rất là màu nhiệm, thành ra mình tạo ác rồi mình sám hối cho nó màu nhiệm. Có ai làm như vậy không? Không ai làm như vậy, nhưng mà trong cuộc sống này á, là chúng ta vẫn bị như vậy. Vẫn bị như vậy chứ không phải không có. Thành ra những cái điều này là những điều mà giống như là một người á, mà gọi là trị cái vết thương theo cái cách đó là khờ dại như vậy. Cho nên ở trong cuộc sống mà Đức Phật có nói chúng ta là phước lạc thay chư Phật ra đời, phước lạc thay chánh pháp được giảng nói, phước lạc thay tứ chúng hòa hợp cùng tu, và tứ chúng hòa hợp, mà phước lạc thay là tứ chúng tinh tấn cùng tu. Chúng ta thấy có bốn lĩnh vực. Đức Phật ra đời là một điều phước báo. Bởi vì nếu như không có trí tuệ siêu việt của Ngài thì thế gian này không có ánh sáng. Đây là một điều mà chúng ta dùng cái nhận thức khách quan của mình để mình nhận định. Chứ đừng có nên so sánh về mặt tôn giáo, mà hãy dùng cái trí tuệ siêu việt mà Thế Tôn chứng đắc được đó, giảng nói ở trong kinh tạng, chúng ta chiêm nghiệm rồi chúng ta nhận thức ra. Phước lạc thay chư Phật ra đời, phước lạc thay chánh pháp được giảng nói. Một cái chùa mà y như là cái quán ăn, cái chùa y như là cái dịch vụ tang ma, cái chùa y như là một cái hội đoàn để mà tung hô, để mà họp hành, một cái chùa đỡ chuyên là cái thắng cảnh để mà du lịch lễ bái, một cái chùa chỉ đỡ là tụng bài kinh, lạy mấy câu sám. Như vậy thì nó có ý nghĩa là chánh pháp được giảng nói hay không? Chúng ta cứ nhìn đi. Rõ ràng buôn bán một chút để có tịnh tài tịnh vật, lo cho chùa chiền, làm việc thiện nguyện, những điều như vậy nó không có xấu. Nhưng mà nói về mặt chân nghĩa của giáo pháp thì đó không thể hiện được chân nghĩa. Rồi một cái chùa mà chỉ có đến là lễ lạy rồi đi về thì nó chỉ giữ được cái nét đẹp trong sinh hoạt truyền thống. Nó hoàn toàn không giúp cho người ta liễu ngộ một chút nào về chân lý. Còn chưa nói là những cái sinh hoạt mang tính phàm phu khác. Những điều như vậy không phải là phước báo mà Đức Thế Tôn muốn hướng chúng ta đi. Phước lạc thay chánh pháp được giảng nói. Đã có người giảng thì có người nghe.
À, có người nghe thì có người giảng. Và tất cả đều thanh hoa trí tuệ, đều giữ gìn pháp âm của Như Lai vang vọng ở hiện tại. Cho nên gọi là phước lạc thay chánh pháp được giảng nói. Chúng ta ngồi, chúng ta đi học pháp là có phước rồi. Chúng ta giảng pháp là có phước rồi. Và ở trong cái môi trường mà học hỏi và giảng nói đó, nó mới cho chúng ta khả năng giải thoát. Cái gì vây hãm chúng ta? Đó là phiền não. Phiền não nó là cái khả năng hoạt bát, gọi là hoạt não từ đâu? Đó là từ tầm và tứ, hay là cái tư duy trong đầu của chúng ta. Khi chúng ta rơi vào một cái hoàn cảnh nào đó, hay là chúng ta muốn đến với một hoàn cảnh nào đó, thì lúc bây giờ đầu óc của mình nó sẽ vận dụng cái khả năng tư duy. Nó tìm tất cả những cái khả năng nào mà mình có được, hoặc là cái điều kiện ưu thế nào mà mình có được, để cho những cái mơ ước đó nó biến thành hiện thực. Thoát ra khỏi một cái hoàn cảnh khó khăn, hoặc là hướng đến một cái hoàn cảnh thuận lợi. Ở trong trạng thái như vậy, cái tư nó tìm kiếm tất cả, gọi là sự hoạt náo của tư. Sự hoạt náo này có khi nó nhanh tới mức chúng ta không định nổi, thành ra chúng ta nhận lầm cái sai thành đúng, cái đúng thành sai. Và chúng ta hành động theo cái sai mà chúng ta nghĩ rằng đúng. Và cứ càng tạo ra chừng nào thì nó mang theo cả phước và nghiệp. Nó làm có những bao nhiêu thứ mà chúng ta không còn đủ sức để nhận định được. Cho nên khi Đức Phật ra đời khai thị giáo pháp, bản chất của cuộc sống, và chúng ta lĩnh nghe chánh pháp, đây gọi là phước lạc thầy chánh pháp được giảng nói. Phước lạc thầy là chư tăng hòa hợp, tăng chúng hòa hợp. Tăng chúng hòa hợp nó biểu hiện từ ngày trăng tròn và ngày trăng khuyết. Họ có đem những luật tạng của Như Lai ra để họ soi mình vào ở trong đó hay không? Soi bằng cách nào? Đọc luật tạng. Và gì? Và ở trong chúng cứ ra một vị có nhân cách đẹp nhất, chứ không phải là hoàn hảo. Nhân cách đẹp nhất. Và cái vị đó đem cái bản này và khiển trách. Khiến trách ai? Khiến trách cái người vi phạm kia. Và nói rằng là ngươi thiện gia nam tử xuất gia học đạo, tại sao không sống thuận theo pháp và luật mà Đức Phật đã chỉ dạy? Cho nên hãy lập tức từ bỏ cái đời sống phàm phu mà hướng lên cái đường, những điều pháp và luật mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và người này thuận theo pháp, thuận theo luật, chứ không phải thuận theo vị tuyên bố kia. Đó gọi là người quy y pháp. Chư Phật mười phương đều quy y chánh pháp. Và tất cả đều quy chánh pháp, chứ không phải quy y cái người khiển trách mình. Cho nên chư tăng, cái người nghe cũng nhận thức một cách trong sáng vô ngã, người nói cũng bằng một cách là chỉ có tuyên lại cái lời để cho người kia biết mà thôi. Chứ thực ra người kia cầm một sách đọc cũng phải tự biết và phải tự làm. Như vậy đạo Phật đạo tự giác, cái cách hành động như vậy á, như vậy thì nó mới tạo ra sự hòa hợp. Còn không á, một đoàn đi mà không đi vừa ánh sáng, mà người đi xuôi, kẻ đi ngược, đi qua đi lại, thế nào cũng tai nạn. Đây là cái màu sắc mà bây giờ. Cho nên tại sao Phật giáo bây giờ là bỏ đi những cái đời sống mà cần thiết. Và những điều này thưa vị là thầy rất là mong muốn sẽ được tái hiện ở đây. Sẽ được tái hiện. Nhưng mà cái tiếng nói của mình nó còn yếu. Vấn đề của mình nó chưa có đủ mạnh. Khi mà vấn đề được hình thành, nhất định là thầy sẽ tái hiện điều này lại. Và tất cả ai cũng am hiểu hết, ai cũng rõ ràng hết, thì không bao giờ có cái chuyện gì mà phức tạp xảy ra mà chúng ta không giải quyết được. Thành ra đây là gì? Là tăng chúng hòa hợp. Họ là những người lãnh đạo tinh thần, là những người dẫn dắt tâm linh cho Phật tử. Mà nếu như họ có mâu thuẫn, có bất hòa, có hiềm khích, thì lúc bây giờ họ sẽ làm khổ rất nhiều người. Những điều như vậy gọi là phước lạc thay là gì? Là tăng chúng hòa hợp. Và phước lạc thay tứ chúng cần tu, cần mẫn tinh tấn mà tu hành để giải thoát khỏi sự khổ đau trầm luân. Đây chính là bốn cái điều phước. Và chúng ta lại không thấy điều này thì chúng ta làm sao gọi là làm một người Phật tử chân chính được? Vậy thì thưa quý vị ở đây á, chúng ta không hiểu cái ý nghĩa của quán bất tịnh là cái gì. Chúng ta cho cái tâm mình nó nhiễm sắc, xong đó giờ chúng ta quán. Rồi chúng ta đi làm những cái việc cho tâm mình nó loạn động, điên đảo hết. Rồi chúng ta ngồi xuống tu. Rồi mỗi ngày chúng ta làm bao nhiêu cái việc là đảo điên. Rồi chúng ta tối ngồi thiền.
thì cũng giống như là cái người mà đưa lưng cho người ta quấn rồi bắt đầu là lấy thuốc đắp lên, mà cái vết thương nó chưa bớt, bởi sao bị quấn nữa? Cuộc sống mình có phải vậy không? Mỗi ngày mình làm cho cái tâm mình nó loạn rất nhiều từ sáng tới tối, và tối ngồi im hít thở mấy cái là mình ngồi thiền á. Như vậy thì làm sao mình phát triển được, làm sao mình có tiến bộ được? Trong khi cái sự tốn hao thì quá nhiều, mà sự vun bồi thì quá ít. Định tâm ấy, thì không có tập kiên cố được nhiều, mà loạn tướng thì sinh ra ào ạt. Như vậy thì mình phải cẩn trọng khi học được cái bài này. Đừng có làm cho tâm mình nó lỡ loét ra rồi tìm cách mà chữa. Hiểu không hả? Chúng ta mới nghe, chúng ta nói ai, cái người nào mà kỳ dị vậy? Tự nhiên đem đưa lưng cho người ta quấn, bảo con mình quấn nữa chứ mới gớm chứ. Cái chữ con mình quấn hay lắm đó nghe. Tức là con mình đó là người thương của mình đó, là nó làm cho mình khổ nhiều hơn, nó làm cho mình loạn nhiều hơn, nó làm cho mình mệt mỏi hơn người khác. Vấn đề đó chúng ta sẽ tìm hiểu một câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện tiếp theo ở đây là câu chuyện thứ 28. Câu chuyện nói về một người ngu xéo mũi. Người này làm gì? Anh ta kén vợ lắm, anh ta rất là kén vợ, và anh ta ước ao có được một cái người vợ xinh đẹp. Anh ta đã tìm ra được một cái người vợ đẹp nhất làng, rồi anh cũng cố gắng làm mọi cách để đưa nàng về dinh. Nhưng mà khi đưa nàng về dinh rồi, hôm nọ anh ra ngoài đường, anh thấy có một cái cô gái đi ở ngoài đường có cái lỗ mũi đẹp hơn vợ của mình. Tức là vợ mình thiệt đẹp rồi, chỉ có lỗ mũi là hơi tẹt chút thôi. Thành ra, nhưng mà thấy cái cô gái ngoài đường cái lỗ mũi nó đẹp hơn, bao nhiêu thì xấu mà có lỗ mũi đẹp. Thì anh mới ước ao rằng á, được ước gì mà cô vợ mình á mà được cái mũi như cái cô gái này á thì quá ư là đẹp, là hoàn hảo. Thành ra anh mới là anh xéo mũi của cái cô đó. Anh chạy vào nhà, bắt đầu là anh xéo mũi vợ của mình xuống, bắt đầu anh lấy cái mũi đẹp anh đắp lên. Nhưng mà không ngờ rằng là cái người ngoài đường thì bị mất lỗ mũi, còn mũi vợ anh cũng chẳng có ráp cho được, cho nên cả hai đều mất lỗ mũi. Và anh không những bị phạm cái điều sai lầm mà còn khiến cho vợ của mình mất lỗ mũi, cho nên càng trở nên xấu xí hơn. Trên đời này có ai hành động vậy không quý vị? Hả? Không có phải không? Ai hành động gì dị kỳ tướng vậy? Không bao giờ có. Nhưng mà chúng ta chiêm nghiệm hơn một chút xíu để chúng ta thấy những vấn đề này chúng ta nên nghĩ như thế nào. Hả? Chúng ta nên nghĩ như thế nào? Ở đời chúng ta thấy rằng con người mình ai cũng cầu toàn. Cái bệnh cầu toàn, cái công việc nó như vậy là được rồi, nhưng mà chúng ta không chịu ngang đó. Chúng ta muốn nó hơn nữa, muốn nó hơn nữa. Và nhất là những người làm ở trong cái công việc tổ chức, mà khi một cái bữa đại hội hay một cái bữa mà tiệc tùng gì đó là diễn ra mà không như ý mình muốn á, mình rất là bực bội. Hoặc là thậm chí một cái chuyến đi du lịch thôi, một gia đình thôi, ước ao đến chỗ đó chỗ kia ăn như vậy, nghĩ như vậy, nhưng mà đến chỗ đó cái khách sạn nó có con rận, là cỡ như cả chuyến đi đó là mình không có vui nữa, mà nhiều khi mình còn phát đơn đi kiện người ta phải hầu tòa, đúng không ạ? Tức là nó có rất nhiều thứ là mình cầu toàn, cái gì cũng cầu toàn, nhà cửa rồi xe cộ, mọi thứ là cầu toàn. Cái tính cầu toàn á, nó cũng giúp cho mình tiến bộ một chút trong cái vấn đề cố gắng, nhưng mà nếu như quá sức thì nó sinh khổ não cho nhiều việc khác nhau. Hay là sạch quá, nó cũng là một loại cầu toàn. Sạch quá thì không ai ở nổi. Ngày xưa có một vị hòa thượng cũng cầu toàn trong cái sự sạch sẽ mà thầy xin giấu tên. Ngài cũng là một đệ tử của quốc sư á, mà ngài có cái nghiệp là sạch sẽ. Chỉ có điện Phật là ngài không có mang dép mà thôi. Còn bao nhiêu chỗ là ngài có đôi dép. Dép đi ở ngoài đường, dép đi trong red room, dép đi ở nhà bếp, dép đi ở trên hành lang, cái đôi dép đi trong phòng. Tức là ngài đi tới đâu á là có đôi dép tới đó. Ngài đổi vị trí vậy đó. Rồi ngày xưa nấu ăn bằng ông táo có ba cái chân sắt lên á, có cái vành này này mà nấu bằng cuối mà thì nó đen thui.
Mà khi nấu xong rồi là ông đem ông táo ra là ông leo bóng láng hết, ông đổ vô lại. Mà bữa nào cũng nấu, bữa nào cũng đen, bữa nào cũng chù như vậy, ai sống nổi? Không ai sống nổi hết. Thành ra sau này ngài già chết mà cũng cũng không, người ta cũng không hay luôn. Không ai lại gần được hết. Người họ khó tính quá, họ cái gì họ cũng sợ sai hết. Thành ra là cầu toàn đó. Rồi nó có những cái trường hợp nữa mà chúng ta nói cái đẹp á, đôi khi nó không có theo ý của mình đâu, mà tùy theo cái tâm của mình nhận thức nó như thế nào nữa. Nói về cái đẹp, chẳng hạn như chúng ta nhớ ngày xưa ở Việt Nam thời thời trước 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 công nguyên, cái giai đoạn đó là chúng ta đọc trong sứ, chúng ta thấy người Trung Quốc là họ là cái răng, cái tóc, cái vóc con người, cái của cha mẹ sinh ra, thành ra không có được làm tổn hại. Nhưng mà Việt Nam thì có cái tục là xăm mình, bởi vì lặn xuống nước sợ thuần luồng ăn thịt, cho nên người Việt hồi đó đã có sự xăm mình. Chúng ta thấy như cái đẹp xăm mình hồi đó là vì cái hoàn cảnh sống nó khác. Rồi tới thời của bà Trưng thì Trưng Trắc Trưng Nhị á, là người là không có đỡ tóc nha. Trưng Trắc Trưng Nhị là cạo tóc hết đấy. Sống ngược lại với Trung Quốc, Trung Quốc là đỡ bới tóc mà Việt Nam là cạo tóc. Rồi tới khi mà Trung Quốc mà sống cái văn hóa của người Mãn Thanh thì họ làm cái búi tóc cạo phía trước, thì lúc bây giờ Việt Nam lại đỡ tóc. Chúng ta đọc trong những cái án văn, chúng ta thấy chẳng hạn như Quang Trung nói là đánh cho đen răng, đánh cho dài tóc, đánh cho biết xứ Nam anh hùng chi hữu chú. Đen răng, dài tóc, cái văn hóa nó như vậy đó. Bây giờ mình thấy một anh chàng thanh niên đó mà tóc dài răng đen, đứng bên cô gái Trừng Trắc Trừng Nhị không có tóc. Chúng ta nhìn cái đẹp nó dị dộm phải không? Nó dị dộm phải không? Chúng ta sẽ thấy nó khác. Cho nên là chúng ta thấy con người mình nó có cái phần, một phần khuyết điểm nhưng những phần ưu điểm khác. Chúng ta lại không chấp nhận cái phần khuyết điểm đó, mà chúng ta cứ muốn cầu toàn. Và chúng ta làm nỗ lực để cho nó cầu toàn, không ngờ rằng cái tính mình như vậy nó làm hại cho chuyện khác. Đó là những điều mà chúng ta học ở trong cái bài học này. Chúng ta đi chùa cũng vậy, làm sao mà một ngôi chùa mà mình vừa ý được hết. Các vị lớn tuổi mà có sinh con đẻ cái, con của mình rứt ruột đẻ ra, nó đâu có làm theo ý của mình. Ông bà mình nói cha mẹ sinh con mà trời sinh tính mà. Rồi ở đời sống vợ chồng với nhau, mình cưới cái cô vợ xinh đẹp của mình đâu có muốn cưới cái tính nết xấu xa của cô. Nhưng mà vừa sống với nhau vài ba năm, tự nhiên những cái tính nết xấu xa của cô ở đâu nó hiện ra. Bây giờ mình làm sao hả? Cho nên hay là mình kết bỏ. Thành ra đây là cái tính cầu toàn. Mình không chấp nhận một cái phần khuyết điểm là mình làm hại cho cục diện lớn. Hay gọi là mình ghét ác. Mình ghét ác. Ngày xưa có lần ăn cơm chung với một vị thầy. Vị thầy đã nói tôi cho tôi làm tổng thống, thằng nào mà tham nhũng là tôi giết hết, chém hết. Cái thầy nói thầy chém sạch trơn hết, thầy làm tổng thống với ai? ông im ru. Cho nên chúng ta thấy không ạ, trong cuộc sống nó cũng vậy, trong con người ta, con người từ cái nhân cách nó rách nát rồi nó lại tu tính lành lặn, rồi có khi nó lành lặn nó lại trên hư hỏng rách nát. Làm sao mà chúng ta đi tôn vinh một cái đẹp hoàn hảo mà chúng ta ghét cái điều xấu xa kia, thì làm sao mình sống? Và cái người họ chưa giữ giới được, họ tu họ giữ giới được, chứ làm sao con người sinh ra tu là giữ giới hoàn hảo? Cho nên trong giới Bồ Tát cũng không cho phép chúng ta ghét ác hay là phỉ báng ghét cái người phạm giới. Mà trên cái lý sâu xa, khi chúng ta ghét bất cứ cái gì thì cái ghét đó nó đã ngự trị trong tâm chúng ta rồi. Ngay lúc đó chúng ta là tự hại mình rồi. Cho nên suy cho cùng, vừa mỗi ứng xử cho đến tâm tư của mình thì đều tổn hại.
Thành ra bài học này chúng ta suy diễn ra rất nhiều cái khía cạnh khác nhau. Được chưa hả? Đó là cái câu chuyện gọi là xíu mũi ngàn. Rồi, giờ mời các vị nghe câu chuyện thứ 29, câu chuyện đốt áo. Thuở xưa có một người nghèo túng thiếu đi làm thuê cho người khác may được chiếc áo vải thô. Rồi anh mặc ra đường, có người thấy và nói rằng anh là con nhà sang trọng thuộc cái dòng dõi là tiếng tăm, tại sao lại mặc cái chiếc áo vải thô này? Cho nên anh nên thay chiếc áo khác đi. Và người này nói rằng tôi làm sao mà có thể thay được, chiếc áo này khó khăn lắm mới có được. Và sau khi nghe người ta tâng bốc lên rồi, và người ta nói rằng anh cứ yên tâm, ở đây là có một cái đống lửa, mà ở trong đây có vị thần lửa, anh chỉ cần cởi áo anh thấy vào đó, lửa cháy xong tự nhiên trên thân anh có một cái áo mới xinh đẹp. Và anh này á là mừng quá, cởi áo thấy vào lửa, lửa cháy xong áo đã thành tro, nhưng trên thân của anh thì chẳng có áo đâu, mà chỉ chuốc lấy cái sự lạnh lẽo mà thôi. Như vậy thì thưa quý vị á, trên đời này có ai mà ngu tới mức đó không? Không ai ngu tới mức đó phải không hả? Hả? Đúng không hả? Vậy mà cũng có, mình đi chùa cũng có người ngu hơn đó. Chẳng hạn như thế này, chúng ta không có chịu tu tính mà chúng ta cứ ngồi chúng ta xin Phật cho mình cái này cái kia. Điều đó có đúng không? Mình cứ ngồi im đó, mình cầu nguyện, mình xin Phật từ sáng tới chiều, mình ăn tới hết cái bao gạo rồi mà Phật không cho gì hết. Có phải thất bại không hả? Hồi nhỏ thầy thấy có một cái ông Phật tử, lúc bây giờ ông đến chùa, ông sáng dậy ông đến chùa là ông thấy thầy ông cũng không chào, thấy chú ông cũng không chào. Ông đi thẳng vô ở trong chỗ tượng quan âm, và ông thay ly nước, ông đỡ mấy trái cây, và ông khấn nguyện một cách chí thành, rất chí thành. Trời mưa râm râm ông cũng khấn. Và lúc đó thầy thấy cũng ngưỡng mộ, nghĩ rằng ông này có một cái nguyện gì đặc biệt hay sao, tại sao tinh tấn tới mức như vậy. Và ai ngờ đâu là có một hôm mà không thấy ông vô, rồi một hôm nữa ông vô, ông đứng ông chửi Bồ Tát Quan Âm. Ông chửi như thế này: nếu Bồ Tát chơi lạ, Bồ Tát chơi vậy ai chơi không được. ông nói từ đường hồng mà Bồ Tát mà tôi cho miếng nước nào nữa nghe không. Ông nói vậy đó. Tại vì sao? Bởi vì vậy cái thầy mới thắc mắc, thầy hỏi sao Bồ Tát cho xấu với ông vậy. Thầy nói Bồ Tát cho xấu. Nói với Bồ Tát cho làm sao? Cái nói này, ngày nào tôi cũng đi cầu và tôi bỏ tiền ra tôi mua cái con số đề, tôi nuôi con số đó, mà bữa hôm qua là tôi không có vô Bồ Tát thôi, mà ai ngờ đâu là cái con số đó nó ra. Tôi nghĩ mua có một bữa thôi mà nó ra ngay con số đó, mà tôi nuôi con số đó một năm hết tiền. Nên cứ mua một con số mà mua tăng dần lên đó, là thế nào nó cũng sẽ ra con số đó. Ai ngờ đâu mua một năm trời mà nó không ra, mà cái bữa lấy một nó không đi là coi như là nó ra con số đó. Cho nên nó là Bồ Tát chơi xó ông, Bồ Tát canh chừng coi như là ông không có mua là nó ra con số. Cho nên ông nói Bồ Tát chơi với ai chơi không được. Chúng ta thấy không? Như vậy thì những người này á là họ khổ, họ cực, cơm nước thì không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, mà họ tin theo tà kiến. Đó là chưa nói là có những người là xã hội Ấn Độ mà người ta khổ hạnh á, người ta đỡ thân của họ không có mặc quần áo gì hết, gọi là lõa thế, đỡ cho cái thân thể họ nó đau đớn, và họ luyện một cái tinh thần thế nào đó để họ tiếp xúc với một cái đấng quyền năng gọi là Brahma thế nào đó, đại ngã thế nào đó. Đó là cái quan điểm tà kiến, mà thực ra cuộc sống của họ thì đang đầy đọa, cơ thể của họ nó không cần thiết phải chịu đựng những cái tổn hao như vậy. Thì ở đây cũng y như vậy đó, cái người có áo ấm không chịu mặc, đem lấy áo ấm á, thấy vô ở trong lửa, rồi lửa cháy đi, rồi á mình sẽ có cái áo của chư thiên.
Những điều như vậy là tà kiến đó. Thành chúng ta là Phật tử cũng vậy, không khéo chúng ta vẫn rơi vô tình trạng này. Chúng ta không có chịu thay đổi nhân cách của mình, mà chúng ta suốt ngày cứ cầu nguyện van vái, rồi chúng ta còn làm những cái phép siêu độ. Nói như thế, phép siêu độ không có nghĩa rằng không có tác dụng, nhưng nó có tác dụng là hỗ trợ cho chúng ta. Cũng giống như các vị muốn có kiến thức Phật Pháp thì phải đi học Phật Pháp. Các vị ở nhà cứ cầu nguyện Đức Phật cho con có trí tuệ sáng ngời như Ngài. Các vị ngồi đó cầu tới khi mà cái xác mình nó rã ra, mình vẫn còn u tối, làm sao có sự thay đổi được, trong khi mình không có những hành động thích hợp. Còn nếu như chúng ta nỗ lực đến trường thì tự nhiên sẽ có thầy, có bạn, có mỗi người hỗ trợ chúng ta. Đức Phật nói không có một chúng sanh nào giác ngộ nếu như không có sự gia trì của Phật và Bồ Tát. Cái sự gia hộ nó tuyệt vời như vậy, nhưng mà nếu như mình không phát tâm Bồ Đề, mình ngồi im một chỗ thì Phật làm sao gia hộ cho mình chứng thánh? Có đúng không thưa quý vị? Thành ra chúng ta không nên làm cái người mà giống như đi đốt áo như vậy. Đừng có đốt áo nữa nghe không? Học Pháp đã biết rằng ngay là cô chừng với mình đốt áo hồi nào không hay. Hàng ngày hành động mình nó có những chuyện mình nghĩ là nó có lợi cho mình, ai ngờ đâu mình đốt áo. Rồi, câu chuyện này nó thấm thía lắm mấy quý vị, nó thấm thía lắm á. Rồi, tới câu chuyện số 30. Câu chuyện số 30 này nói về cái gì? Nói về một người nuôi dê. Người nuôi dê. Người nuôi dê này á, có cái tài giỏi là nuôi dê, có cái nghề nuôi dê. Và anh ta nuôi đàn dê của anh nó phát triển lên. Và cái số lượng càng ngày càng nhiều, đông đến cả hàng vạn con. Nhưng mà khổ thay là anh có cái bệnh là hạ tiện, không dám ăn, không dám mặc, cũng không dám là đãi bạn đãi khách. Một chút thịt dê cho người ta anh cũng không cho. Anh kêu kiết mà, anh làm mọi thứ nhưng mà anh không dám ăn, không dám tiêu. Tại sao có nhân có quả này thưa quý vị? Chúng ta thành tựu nhiều phương tiện vật chất, đó là nhờ phước báo cúng dường bố thí. Nhưng tâm chúng ta không dám hưởng thụ vật chất mình tạo ra, mà chúng ta sống một đời sống kêu kiết tới mức là thái quá. Đây là do hành nghiệp của cái tâm bố thí mà lỏng tiếc. Cho người ta 10 đồng, lái xe mình đi, ồ, họ nói cho 5 đồng được rồi, thường cho 10 đồng họ uống. Cái tâm lẫn tiếc đó, cái tâm lẫn tiếc đó thì cái công đức cho người ta nó vẫn có tác dụng là 10 đồng. Nhưng mà khi cái nhân quả nó đến trở lại người đó 10 đồng thì người đó không bao giờ dám tiêu. Thế nên tại sao có nhiều người chúng ta thấy là họ sống đầy đủ, nhà cửa, xe cộ, mọi thứ là họ làm ra tiền rất nhiều, nhưng mà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, cho ai cái gì họ cũng tiếc rẻ hết. Đó là do cái tâm lẫn tiếc đó nghe. Để ý mà thấy là cái cấu trúc tâm. Thành ra các vị thấy có mấy người cúng dường thầy, thầy cứ nhìn chừng thứ là người ta có tiếc không? Có, chứ không phải không có đâu. Khi mình chắc chắn là người ta không tiếc là mình nhận. Mình nhận như vậy là mình từ bi. Hồi trước đó các vị thấy có bà cụ tới 81 tuổi không có sinh hoạt ở chùa mình. Tới và nói, gõ cửa, khóc khóc khóc. Mà không có hẹn trước. Thầy ra thấy bà cụ hỏi con có việc gì. Nói thưa thầy, con có cái nhà, con muốn cúng cho thầy, thầy nhận được không? Thì lúc đó thầy mới nói cô đi về đi, 3 ngày nữa cô tới. Bà cô này hơi khó chịu, hỏi bà đi, bà đứng dậy bà đi. Bà đi chút xíu cái mấy bước bà mới quay lại bà hỏi vậy thì ba bữa nữa là mấy giờ con tới? Thầy nói là 9 giờ tới 11 giờ. Nhớ bà đi. Bà đi đúng 9 giờ kém 5 phút ngày thứ ba bà tới. Thì lúc đó bắt đầu thầy mới lấy gớ ra mời tiếp đón. Và thầy mới nói là vậy thì bà có cái ý gì, nguyện gì? Bà nói con muốn cúng cho thầy cái nhà. Thầy nói ủa chứ 3 ngày nay mà chưa đổi ý à? Cái bà nói ủa sao đổi thầy? Thầy tự nhiên đem cho cái nhà, biết đâu giận hờn gì đó đem cho cái làm sao. Bây giờ nằm 3 ngày sau nghĩ lại thì tự nhiên nó thôi, thế mình đuổi trước cho nó chắc ăn.
Các vị thấy là thầy thầy sống thầy, thực ra thầy sống như pháp đó. Và không muốn bà cụ này sau khi bà đã hiến tặng cái ngôi nhà rồi, bà sẽ có cái phước rất lớn. Bởi vì cái ngôi nhà sẽ được sử dụng rất nhiều trong cái chương trình Phật học của chúng ta. Và nó sẽ đem ra, nó đem lại cái phước báo to lớn cho bà. Còn nếu như bà có cho ai ở thế gian đi nữa, thì đó cũng là cái duyên tình mang tính ái nhiễm thế gian, làm sao nó bằng cái gì? Công đức phạm hạnh của Như Lai được. Không thôi so được như vậy. Và cái chương trình nó tạo ra rất nhiều cái phạm hạnh thanh tịnh cho người khác, thì công đức của bà sẽ hướng đời đời kiếp kiếp. Nhưng mà trong tâm bà nó tồn động một cái sự tiếc lẫn, thì sau đó bà sẽ sống như là một tỷ phú, nhưng mà không dám ăn, không dám xài, không dám mặc, mà trong khi là tiền bạc kho đụng tràn đầy. Ở trong giới Du Già Bồ Tát, một vị hành Bồ Tát đạo thấy người ta có cái nguy cơ mà tiếc lẫn, đừng nhận sự cúng dường của họ. Và hành động như vậy là hành động y như là luật và y như giáo pháp. Nên cho nên các vị thấy, nghe thấy thầy nói là lạ phải không? Nó lạ, nhưng mà mình thầy đi tu đâu phải rằng là thầy, đâu phải rằng là mình đi kiếm tiền, cũng không phải rằng là mình đi quỳ lễ ai đi, hay là đi khuất phục trước cái năm dịu dục của thế gian. Cho nên hành động của mình là hành động theo chánh pháp. Thành ra đôi khi nó không có giống theo cách của người đời, nhưng mà khi ai mà hiểu giáo pháp thì sẽ rất trân trọng nó, bởi vì nó tương quan tới nhân quả nhiều đời. Thành ra khi chúng ta cúng cái gì là đừng có hối tiếc, đừng hối tiếc. Rồi, như vậy thì ở đây trở lại này, anh chàng này anh hối tiếc, anh chàng này hối tiếc, và trong khi anh có một cái đàn dê có thu nhập rất nhiều, thì hôm nọ anh mới nghe một cái người hàng xóm tới lân la kết bạn. Và người hàng xóm này họ nói á, là ở cái làng bên kia có một cái cô gái cực kỳ xinh đẹp mà chưa có gia đình, anh có muốn không, tôi sẽ làm mai mối cho anh. Và anh nghe mừng quá, anh bắt đầu giao hết cái đàn dê này cho cái người hàng xóm này. Và anh qua cái xóm kia, anh cưới hỏi. Và khi anh cưới hỏi xong, thì anh về, anh lại tiếp tục là chăm sóc cái đàn dê. Và khi anh chăm sóc cái đàn dê, thì coi như là đầu năm sau, thì coi như là người hàng xóm mới nói á, là vợ anh mới sinh một chàng trai kháu khỉnh đẹp vô cùng. Anh mừng vô cùng. Và anh tổ chức tiệc ấy, là anh khao mừng cho anh này. Anh tạ ơn anh này. Và thời gian sau nữa, cái người hàng xóm nói là thật là tiếc thay ấy, là vợ con anh đã chết hết rồi. Bắt đầu anh buồn quá, cái anh khóc. Mà trong khi á, anh đến chỗ đó, anh hối cưới vợ, thì chỉ có hối cưới vợ thôi. Anh cũng không có ở với vợ của anh bữa nào. Nhưng mà anh nghe á, anh nghe là vợ của anh á là có con thì anh mừng, và nghe con anh chết thì anh buồn. Cái câu chuyện này nói lên cái gì thưa quý vị? Một người y như một người đời mà chúng ta đi tích lũy rất nhiều những cái kiến thức của thế gian, chúng ta trở thành một nhà thông thái uyên bác kiến thức của thế gian. Thậm chí chúng ta tiếc lẫn, không có dám bố thí ban cho ai, giúp đỡ ai cái gì, vì chúng ta thú cái kiến thức đó, để chúng ta được đứng ở trên cái vị trí cao trong xã hội. Và chúng ta vì vợ và vì con của mình mà chúng ta làm tất cả. Nhưng cuối cùng vô thường nó vẫn đến. Vợ cũng chết mà con cũng chết. Và cuối cùng chúng ta trở thành một người phá sản. Cái đây là một cái thực tế khổ đau của loài người chúng ta. Chúng ta sống bởi những cái ân nghĩa ràng buộc, bởi những cái duyên luyến ái. Thành ra chúng ta làm tất cả mọi thứ, tạo bao nhiêu cái nghiệp thống khổ cho cái sự luyến ái này, nuôi dưỡng sự luyến ái này. Nó có thêm một chút là chúng ta mừng hớn hở. Khi nó mất đi một chút là chúng ta khổ đau chán nản. Nhưng cuối cùng chúng ta sự thật cũng chẳng có gì, ra đời cũng chẳng có gì. Chúng ta tích lũy bao nhiêu kiến thức vớ vẩn của thế gian một chút, rồi luân hồi sanh tử chúng ta lại quên sạch. Những điều như vậy á, chúng ta có giống như là một cái người mà nuôi dê này hay không?
Tự nhiên mình ra đời mình không có vợ, cái lớn lên cái mình nói mình có vợ, mình có vợ rồi cái nó sinh con của mình nó con của mình, vợ của mình, đó, cái là mình làm tất cả mọi thứ, mình nuôi vợ nuôi con. À, khi vợ con á, mà qua đời xong thì coi như thân xác mình cũng tàn tạ, à, tuổi già sức yếu suy kiệt, chẳng làm gì nổi nữa hết, là tiếp tục là luân hồi sanh tử. Nói như thế có phải chúng ta sẽ bị phá sản trước cái chết hay không? Chúng ta làm tất cả mọi thứ cứ tưởng chừng như là chúng ta thủ đắc được cái gì đó, nhưng khi cái chết đó đến thì chúng ta là người bất lực. Chúng ta sẽ bị phá sản trước tử thần. Ý thức được điều này chúng ta mới thấy được cái sự khờ dại của mình ở trong cuộc sống này. Không có ai làm cho mình đau khổ hơn là người thân của mình. Điều này các vị có thấy thừa nhận hay không? Có một ai đó té ngã trên đường chúng ta thấy cũng bình thường thôi. Nhưng nếu đó là người thân của mình thì chúng ta đau lòng xót dạ. Rõ ràng họ khổ. Người thân của mình làm cho mình khổ hơn. Con cái mình sinh ra mang nặng đẻ đau, lo lắng đủ điều, lớn lên nó nói những cái điều bất hiếu, nó làm những cái điều chống nghịch, chúng ta sẽ thấy cực kỳ là khổ đau và thất vọng. Và chúng ta có vung vén một cái gia đình thật là hoàn hảo, nhưng tử thần không tha thứ bất cứ ai. Tới khi họ bị vô thường nó mang họ đi, thì chúng ta chuốc lấy toàn bộ là những cái cảm thọ đau khổ. Và kiến thức của thế gian chúng ta không thể nào mà chống nghịch lại được, ngăn cản lại sự chi phối của tử thần, cho nên chúng ta sẽ bị phá sản. Như vậy thì ở đây chúng ta nên đầu tư như thế nào? Nên đầu tư cái đời sống của mình, tâm trí của mình vào đâu? Chúng ta chưa đủ sức thoát ra khỏi sự chi phối của cuộc đời, nhưng ít nhất chúng ta biết cân bằng nó. Chúng ta xem nhà cửa tiền tài, mọi người sống là sự nương tựa lẫn nhau, là những cái người bạn ở trong cuộc đời, chia sẻ đùm bọc nương tựa lẫn nhau một chút. Và phải hiểu rằng vô thường thì phần ai nấy đi, Phật gọi người nào thì người nó đi. Mình sống ở trong cái tinh thần như vậy đó thì nó mới có sự an ổn. Còn nếu chúng ta chỉ đầu tư vô hết, không dám ăn, không dám mặc, không dám cho ai, đem đầu tư vô hết vô vợ, vô con. Nghe mình lấy được vợ là mừng, và có được con là vui. Nhưng mà cuối cùng vợ mình cũng mất, con mình cũng xong. Thì cứ như là mình là tay trắng. Cái cảnh này, chiêm nghiệm cái bài này á, thì mình cũng giống như là người nuôi dê. Đó, mình suy nghĩ như vậy đó. Đó, những cái bài học này nó như là một cái tiếng chuông cảnh tỉnh chúng ta thật là khéo. Rồi mời các vị lắng nghe tiếp câu chuyện số 31 là câu chuyện mua lừa. Thời xưa có một thầy Bà La Môn muốn mở đại hội, cho nên ông cần rất nhiều chén đĩa để dùng ở trong một đại hội. Và ông sai con của ông đi ra ở ngoài chợ và mua chén đĩa sành sứ đem về. Thì thú vị là khi người con này ra đi, trong lúc mà người con tìm kiếm chén đĩa nó hơi khó khăn, thì gặp phải một người, họ đi về, họ dắt một con lừa, họ lầu nhầu, họ than phiền. Và anh ta mới hối tại sao ông than phiền như vậy. Thì ông này nói rằng là tôi thật là xui xẻo, làm ra bao nhiêu thứ đồ gốm, nó khó khăn cả năm trời mới được. Bây giờ đem ra chợ bán, mà do cái con lừa báo hại này, nó chỉ cứ sơ sẩy một chút mà nó kéo cái xe xuống ở dưới sông, làm cho vỡ nát tan hết, cũng như là phủ tay hết. Thành ra thưa vị, lúc đó anh chàng người con của Bà La Môn này thấy hay quá, con lừa thật có tài. Bao nhiêu chén bát ông này làm ra một năm mới có được, mà nó trong giây lát thôi nó phá tan được hết. Nó rất giỏi, nó giỏi hơn ông ta tạo lên, nó phá cây một là xong. Còn ông ta làm một năm mới ra được bao nhiêu đó, còn nó phá con chút là xong. Cho nên con lừa này là đại tài. Thành ra là anh mới cố nản đi, anh mua con lừa về. Và anh đem về anh trình với cái vị thầy Bà La Môn á của ông.
Đã nói rằng là cái con lừa này, cái con đại tài, nó có thể là phá hủy cái đồ gốm mà người ta làm ra một năm. Cho nên á, là con mua về là nó sẽ gì? Ý của anh nói rằng là nó dối như vậy thì nó cũng có thể tạo ra được nhiều thứ. Thì mua cái người thợ là tốt hơn. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là vị thầy mới nói con quá dại dột, con không biết gì cả. Con lừa này á, là nó chỉ có phá bớ thôi. Cho dầu trải qua hàng trăm ngàn năm đi nữa, nó cũng không có làm được bất cứ một món nào. Thì con mua nó vừa làm cái gì? Ở đây chúng ta thấy câu chuyện này ý muốn nói cái gì? Hả? Ý muốn nói cái gì? Chúng ta thấy rằng là ở trong cuộc sống Phật có nói là ở đời tri ơn và báo ơn là những hạng người hiếm có vậy. Hai hạng người tri ơn và báo ơn là hạng người hiếm có. Và nó được nhìn thấy trong câu chuyện là đi mua lừa này như thế nào. Là ý nói rằng con lừa là cái con phá hoại. Và nó ngàn đời nó vẫn là phá hoại. Không bao giờ nó khác. Không bao giờ nó khác. Chỉ có cái người nhận thức được điều đúng điều sai, nhận thức được phải trái và hành động tri ân báo ơn mới là điều nên làm, điều khó khăn. Còn làm sao mà có thể nhận thức được rằng á, là cái ông thợ gốm tạo ra đồ gốm, con lừa phá trong giây lát thì cho rằng nó cũng có khả năng tạo ra hay sao? Cho nên câu chuyện này nghĩa của nó hơi hơi xa, với cái ý nó hơi xa, hàm ý nó hơi xa với câu chuyện. Nhưng mà trong đó nói tới cái gì? Yếu tố là tri ân và báo ơn là cái điều hiếm có. Và ngược lại, con người ta sống bội bạc ơn tình thì rất là nhiều. Những điều này là những điều mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm. Thế Tôn nói một người sống ở đời chỉ cần hiếu thuận với cha mẹ một cách cung kính thanh tịnh, họ không cần tu bất cứ cái đạo gì, họ cái phước đó, cái lòng tri ân đó cũng giúp cho họ sinh các cõi trời. Tất nhiên không có giải thoát, nhưng mà vẫn sinh được các cõi trời. Những điều như vậy có. Còn cái lòng tri ân như tổ đức của chúng ta, chẳng hạn như Ngài Xá Lợi Phất, là suốt cuộc đời của Ngài, Ngài đều ngủ, Ngài đều hướng cái đầu của Ngài về nơi mà Ngài Mahanam nghỉ ngơi. Nha. Không biết thầy có nhớ nhầm hay không? Có một vị là trong các vị trong đời tư của Phật mà ôm mình bác đi khất thực. Lúc bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất thấy cái dáng mạo phi phàm của một người xuất thế, cho nên mới hối và biết rằng Ngài là đời tư của Phật. Từ đó mà Tôn giả Xá Lợi Phất rủ Tôn giả Mục Kiền Liên đến quy y Đức Phật. Và từ đó mà Tôn giả Xá Lợi Phất luôn luôn biết ơn cái vị đầu tiên đưa tin cho mình. Nhờ cái vị này mà mình biết Đức Phật. Thành ra sau đó cái vị đệ tử kia mà ngủ ở chỗ nào thì Ngài Xá Lợi Phất biết cái vị đó nằm ở hướng đó, là Ngài Xá Lợi Phất ngủ, là cái đầu của Ngài hướng về hướng đó. Nằm xuống là nghĩ biết ơn, đội ơn cái người mà giúp cho mình gặp được cái giáo pháp giải thoát của Phật. Biết ơn vậy đó. Người xưa mà những cái bậc thánh hiền họ vẫn tu tập như vậy. Thành ra cái lòng tri ân và biết ơn đó, nó cho chúng ta rất nhiều phước báo. Còn ở đây chúng ta thấy cái con nó phá hoại như con lừa là nó ngàn đời nó phá hoại. Và cái, nó không thể nào so sánh với con người, không thể nào so sánh với một cái ông lão được. Mặc dù ông lão nhưng mà ông là con người, ông có khả năng biết ơn, ông có khả năng làm ra. Cho nên thầy thường nói các vị rằng á, con nai ngàn đời nó vẫn là con nai vàng ngơ ngác. Nó không thể nào á là như con cọp mà quy tam bảo. Không thể nói con nai nó hiền từ và nó tốt hơn là con cọp quy tam bảo. Con cọp là loài mang nghiệp sát nặng, ăn thịt chúng sinh. Nhưng mà có con quy, có con quy là từ bỏ không có ăn thịt chúng sinh. Ngày xưa như ở Bình Định cũng có một cái con cọp trắng. Nó quy y Ngài Liễu Triệt. Và nó ăn chay.
nó ăn rễ cây, lá cây, nó không ăn thịt nữa. Tới bữa tụng kinh của quý thầy á, là nó xuống nó ngồi ở chánh điện, hết giờ tụng kinh nó lên sau núi. Phật tử sợ nó và ngài dặn nó, nói rằng con nghe cái tiếng chuông á mà dứt là con mới xuống, còn con nghe á cái mỏ từ huy á là con phải lên, tại vì con phải xuống sau đỡ cho người ta không sợ con, và khi người ta tụng gần xong á thì con phải lên trước. Ngài nói nó một lòng như vậy mà nó hành trì suốt đời. Nó tới khi nó chết, chùa biết ơn cũng kính trọng nó làm một cái mộ thật to, con mộ con bạch hổ cột trắng. Đó là cái chuyện nó có thật đó quý vị. Thành ra có những cái loài nó có tánh linh, nó nhận được cái gì đó và nó quyết nó tu hành, thật là kỳ diệu. Thì thưa vị ở đây á, chúng ta thấy tri ơn và biết ơn. Mặc dầu ông lão kia ông sơ xuất, ông làm nó bỡ hết đi, nhưng ông có khả năng làm ra bao nhiêu cái đồ gốm khác. Còn con lừa nó phá hoại là ngàn đời phá hoại, làm sao làm được. Thành ra chúng ta là một người cho giàu xấu như thế nào đi nữa, nhưng chúng ta có cái tâm tu, chúng ta đi học đạo, chúng ta sẽ tu tập được, chúng ta sẽ thoát ra hết tất cả những nghiệp xấu của mình được. Còn nếu như chúng ta chỉ có tiếp tục phá hoại và đối im đó thì ngàn đời chúng ta không bao giờ giải thoát được. Đây là những điểm mà chúng ta cần phải có bài học sâu sắc ở trong nội tâm. A Di Đà Phật, chúng ta dừng ngắn đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh. Phật đã Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.